Vàng tiếp tục phục hồi trở lại lên quanh ngưỡng 2.386 vào ngày hôm qua, khi các nhà đầu tư nhận thấy sức cầu đối với mặt hàng vàng vẫn còn rất lớn trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị chưa kịp suy giảm. Bên cạnh đó, giá vàng còn được hỗ trợ trong bối cảnh giới đầu tư đã đặt cược vào khả năng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Powell, sẽ không có bất kỳ tuyên bố bất ngờ nào về tín hiệu chính sách tiền tệ. Trước đó, trong cuộc họp trước Thượng viện Mỹ, ông Powell còn cho biết thị trường lao động của Mỹ đã yếu đi. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo xác suất 75% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, cũng như có một đợt hạ lãi suất khác vào tháng 12. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng cho rằng lạm phát của Mỹ sẽ có dấu hiệu suy giảm theo thời gian. Đây là những tín hiệu cho thấy các cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ có thể sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất. Đồng USD sẽ tiếp tục bước vào một giai đoạn phải chịu nhiều áp lực giảm giá, qua đó sẽ thúc đẩy giá vàng đi lên. Về tin tức của ngày hôm nay, tâm điểm của thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào lúc 19 giờ 30 phút. Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng và là một thước đo lạm phát yêu thích của Fed. Dữ liệu này sẽ cung cấp thêm định hướng về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed và có thể là động lực tiếp theo cho giá vàng. Theo khảo sát của các nhà kinh tế dự đoán, CPI chung của Mỹ trong tháng 6 sẽ tăng lên mức 0,1%, con số hàng năm giảm từ mức 3,3% xuống mức 3,1%, trong khi con số lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dự kiến giữ nguyên ở mức 0,2%. Nếu dữ liệu thực tế công bố vượt kỳ vọng, sẽ khiến cho Fed phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, qua đó khiến cho vàng chịu áp lực suy giảm. Ngược lại, nếu dữ liệu CPI thực tế công bố cho thấy yếu hơn kỳ vọng, Fed có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài dữ liệu CPI, các nhà đầu tư cũng cần theo dõi các tin tức liên quan đến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu. Và tối nay, vào lúc 19 giờ, mình sẽ mở live stream trực chiến Scat Vàng tin CPI. Mời tất cả mọi người tham gia buổi live stream ngày hôm nay của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, hiện tại thì vàng vẫn đang di chuyển ổn định phía trên đường xuống tăng giá màu vàng này. Chừng nào mà vàng vẫn tôn trọng đường xuống này thì xuống của vàng vẫn là xuống tăng. Sau khi tăng lên mốc kháng cự ở quanh ngưỡng 2.385-2.388 trong nhịp này, vàng đã rút râu giảm trở lại, hình thành mô hình nến sao hôm với cụm 3 nến. Cây nến đầu tiên đại diện cho xuống tăng giá trước đó vẫn còn tiếp diễn. Cây nến thứ hai được hình thành là một cây nến doji cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán. Và cây nến thứ ba đóng cửa là một cây nến giảm đại diện cho sự chiếm ưu thế của bên bán. Dự báo thị trường có thể bước vào một đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, xem xét thêm các chỉ báo, chúng ta thấy là hiện tại biểu đồ histogram vẫn đang dương và chỉ số RSI chưa tiến lên hẳn vùng quá mua, do đó dư địa tăng giá của vàng vẫn còn. Trên biểu đồ H1, biểu đồ histogram đã mọc dương trở lại, đường MACD đã cắt lên trên đường signal cùng với việc chỉ số RSI chưa tiến lên hẳn vùng quá mua. Cản trở gần nhất cho nỗ lực phục hồi của giá vàng là đường trendline giảm giá này, án ngữ quanh khu vực 2.385-2.387. Nếu vàng tiếp cận vùng kháng cự này và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh sell lướt xuống với vàng. Với chiến lược mua, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua nhỏ thăm dò khi vàng hồi xuống MA20, án ngữ quanh khu vực 2.372-2.374 trong nhịp này, với kỳ vọng là vàng sẽ lên lại khu vực 2.390 và cao hơn là phá cản 90, tiến lên mốc cản tâm lý số tròn ở quanh ngưỡng 2.400. Trong trường hợp vàng phá qua MA20, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua lại với vàng khi vàng giảm xuống mốc 2.358-2.360, nơi trendline hỗ trợ đang đi qua nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng 5 giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong phiên Á Âu của ngày hôm nay, canh bán lướt quanh khu vực 2.385-2.388, canh mua nhỏ thăm dò quanh khu vực 2.372-2.374 và mua chính quanh khu vực 2.357-2.360 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừ lỗ khoảng 5 giá. Bước vào phiên Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau thực chiến và mình sẽ đưa ra nhận định cũng như phân tích kỹ thuật trong buổi livestream. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.